Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Thiên Vũ Channel. Thì hôm nay Lưng sẽ làm một cái clip hướng dẫn mọi người cách chọn sóng con micro SoundMix 599. Thì sau đây xin mời mọi người theo dõi Lưng hướng dẫn mọi người như thế nào nhé. Thì đầu tiên mọi người kiểm tra giúp Lưng trên tay mic mình đang có bị trượt lóc hay không. Đây, nếu trên tay mic mình đang bị lóc thì mình sẽ chỉnh không được, mọi người thấy không? Mình chọn sóng bất tần số sóng khác cũng không được. Thì mình sẽ bấm vào đây. Đây, mình bấm cho nó xuống thành lóc ốp. Đây, lóc ốp. Bên tay B cũng vậy, mọi người cũng làm tương tự như vậy, bấm chữ lock xong rồi bấm cho hình lock ốp, gặt xuống, mình cho mũi tên xuống cái là chữ lock ốp là mình đã mở lock rồi. Ok, và bên kia mình cách chọn sóng. Và cách thứ hai, mọi người mở giúp Lưng một cái tay mic này ra. Đây, đây trên tay mic nó có chữ mắt IG chấm đỏ này, và mọi người mở tay mic lên rồi. Ok, và trên thiết bị của mình có tay A và tay B này, mọi người thấy không? Tay A, tay B, hai bên. Thì mọi người bấm vào chữ set giúp mình. Đây, nó sẽ nhảy tần số sóng nè. Và trên này nó có chữ IR. Và mình đưa chữ IR trên con mắt đỏ này đối chiếu với nhau. Đây, mọi người bấm chữ set nè, cho nó chạy tần số sóng đây. Cho vào. Đối chiếu nhau. Đấy, nó bắt sóng mới nè mọi người. Nó dò sóng lại. Đừng alo nè. 1 2 4 5 6 7. 1 2 4 5 6 7. Và tay B cũng vậy. Mình đã set, mình dò xong tay A rồi thì mình lấy một tay mic khác, cái tay mic kia nó chưa lên tiếng thì mọi người bấm vào kế tiếp, cũng bấm tương tự như vậy, bấm chữ set cho nó chạy bước sóng nè. Và cái mắt IG nằm bên mắt tay phải này, nó cũng có nè. Mình cũng đưa mắt tiếp tục, mình đưa mắt IG này vào. 1 2 4 5 6 7. Đó, mọi người thấy không? Nó nhảy bước sóng nè. 1 2 4 5 6 7. Thì nếu mọi người dò một tay A rồi thì còn tay B thì mọi người dò tương tự với phía bên này, giống nhau y chang như vậy. Thì cách dò sóng của nó rất là đơn giản lắm mọi người. Rồi Lưng cũng đã hướng dẫn mọi người cách dò sóng rồi. Mọi người thấy hữu ích thì nhớ nhấn like, share, subscribe kênh Thiên Vũ nhé. Và xin chào tạm biệt mọi người.